Quý vị và các bạn thân mến, đọc sách hay là xem báo vô cùng hữu ích. Chính vì thế mà nhiều người cao tuổi vẫn duy trì thói quen tốt này mỗi ngày. Với các cụ thì điều này không chỉ để làm giàu thêm kiến thức cho bản thân mình, mà còn có thể rèn luyện trí nhớ cũng như là giúp gìn giữ phát triển nét đẹp văn hóa đọc thời nay. Gần 5 năm qua, tại nhà ông Huỳnh Văn Tiến ở khu vực 3 phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, là nơi họp mặt của những người cao tuổi vào mỗi buổi sáng để đọc sách báo. Đây cũng chính là thời gian để các cụ gặp gỡ, trao đổi và tìm niềm vui trong cuộc sống. Uống nước trà, đọc báo, rồi bàn thời sự. Báo đăng là mình xem nó có cái chính xác mà nó nhớ lâu. Để đọc báo có những cái là nội dung trong báo có, nhưng công nghệ người ta không có. Hai nữa là khi đọc báo là chung thì có thể mọi người cùng bàn luận với nhau về một vấn đề nào đó, đó. Cho nên nó giúp đỡ lẫn nhau để hiểu được nhiều hơn. Ngoài nhà ông Huỳnh Văn Tiến, hiện trên địa bàn phường Trà An, quận Bình Thủy còn có trên 5 điểm đọc báo khác tại các tổ khu dân cư trên địa bàn. Tại nhà thông tin ở khu vực 4 phường Trà An, quận Bình Thủy, tuy không đều đặn hàng ngày, nhưng cũng là một điểm dành cho các cô chú ở đây đọc báo, họp mặt, sinh hoạt, trao đổi thông tin trong đời sống. Văn hóa đọc ấy, thì nó cũng là cái món ăn tinh thần, cái đời sống của người dân nói chung. Và nhất là đối với những người mà coi như là về hưu như các chú, thì chú thấy là cái văn hóa đọc này này hiện nay là coi như là nếu mà so với trước ấy, thì nó cũng có cái phần hạn chế hơn. Đọc sách báo là chú thấy nó có nhiều cái ưu điểm. Ưu điểm một là coi như là cái xem ấy, là nó dễ xem hơn. Thấy những cái mục nào nó thiết thực nhất là chú ưu tiên chú đọc trước. Ví dụ như những cái chủ trương đường lối chính sách của thành phố này, của đảng này, này của cộng đồng xung quanh ấy, liên quan tới cái cuộc sống thường nhật. Và các cái tổ đọc báo của các cô chú là đây là một cái hình thức tuyên truyền rất là tốt cho thế hệ trẻ, đặc biệt là thanh thiếu niên. Qua các cái tổ này thì các cô chú là người vừa là triển khai cũng như vừa là giải thích cho các thế hệ trẻ biết được đâu là thông tin chính thống, đâu là cái nội dung là cần phải để tiếp thu, từ đó là giúp cho các cháu thế hệ trẻ là nhận thức được rõ cái vai trò của văn hóa đọc, cái lợi ích của việc đọc sách báo. Nhờ đọc sách báo hàng ngày giúp các cụ có thêm thông tin kiến thức mà tâm hồn còn thoải mái và vui vẻ hơn. Đọc báo không chỉ giúp người dân, đặc biệt là người cao tuổi, nắm bắt được thông tin, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, mà còn lan tỏa văn hóa đọc đến với cộng đồng.